Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái thuốc mà sử dụng để trị cỏ trong cái vườn bắp ngô này, với cả thuốc để trị sâu đục ngọn bắp trên cây bắp ngô. Cái số này sẽ đi về Bình Phước để làm việc với cái ruộng ngô bị sâu tấn công và phòng trị sâu cho cây bắp ngô và trị cả cỏ cho bắp ngô nữa nhé. Một chai này thì nó dùng được khoảng tầm 90 lít nước. Các anh chị cũng có thể là sử dụng cho các loại bắp ngô như là ngô thường, ngô biến đổi gen hoặc là cây bắp ngô nếp đều sử dụng được nhé. Khi bắp cái loại này ấy, thì khi mà bắp nó lên được khoảng tầm 10 cm là các anh chị có thể là phun xịt chùm cây luôn. Thấy có cỏ là mình phun xịt luôn nhé. Một chai nó pha được khoảng tầm 4 bình rưỡi, loại bình 20 lít nhé, là bằng với 90 lít nước cho một chai này. Nó sẽ vừa trị cỏ, trị rất nhiều loại cỏ trong vườn bắp ngô và nó còn hạn chế được những cái hạt cỏ nữa nhé. Còn cái gói thuốc sâu này thì nó sẽ hạn chế những cái việc như là bị sâu kháng thuốc này, trị sâu keo mùa thu này, những con sâu mà đục ngọn bắp hoặc là sâu trên rau đều sử dụng được nhé. Một gói pha một bình 20 lít thôi. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Các anh chị có thể là sử dụng để phun phòng sâu hoặc trị sâu. Nếu mà sâu nó đã đục ngọn bắp rồi mình phun để trị thì các anh chị sẽ hòa một gói cho khoảng tầm 18 đến 20 lít và phun tập trung vào cái ngọn cây bắp ngô thôi nhé.